Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ lên cho các bạn xem một lô sen thuần nha. Bữa giờ mình mới rảnh mà mình soạn ra được một mớ sen thuần để quay cho mọi người xem. Đối với những cây sen thuần ở đây thì sẽ có một số lưu ý là số lượng nó không có nhiều nha các bạn. Mỗi loại ở đây thì nó có một chậu duy nhất thôi. Có loại thì nó có được vài chậu, chứ những cây thuần thì nó không có nhiều đâu. Rồi những cái cây thuần như thế này thì các bạn về có thể là chơi luôn cũng được, không cần phải thay đất, mình sẽ xiết nguyên chậu nha. Đa số là sẽ xiết nguyên chậu, chỉ có một vài cây nó cồng kềnh thì mình mới xả chậu thôi. Còn đa số những cây này là đều là xiết nguyên chậu được hết nha các bạn. Đó. Rồi, và phần mini game thì mình để cuối video nha. Giờ mình sẽ quay chi tiết từng mẫu cho các bạn xem luôn. Ở đây rất là nhiều cây, chắc cũng tầm 100 cây hoặc hơn đó các bạn. Nên là mình sẽ đi nhanh thôi nha, mình không giới thiệu quá chi tiết nữa đâu, mình chỉ quay mẫu cho mọi người xem thôi. Rồi đầu tiên là mình có một cây xanh lửa nha các bạn. Xanh lửa, cây này rẻ thôi, 25.000. Mới vô là những cây rẻ thôi các bạn. Cây này cũng 25 luôn nha, xanh lửa. Mấy cây mình thuần rồi là các bạn thấy nó búp lại rất là đẹp luôn, lá cứng ngắt luôn nha các bạn. Nó lên màu này. Cây xanh lửa này, cây thuần 25.000 thôi. Rồi bên đây là mình có một cây liên đài tiễn nha. Cây này 30.000 nha các bạn. Tầng lá các bạn thấy không? Rất là dài. Cây này các bạn nhìn nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cái nó rất là già nha. 30.000 một cây. Rồi bên đây là mình có một cây sen đá Nuda 30.000 nha. Tiếp theo là mình có bông hồng tiễn, cây này có chậu nha các bạn, chậu đất nung nè, tầng lá dày đẹp nè, 50.000. Phía bên đây mình có một cây chưa biết tên nữa, mình sẽ để số thứ tự phía bên dưới nha. Những cây nào không biết tên thì các bạn có thể kèm cái số ở dưới cũng được. Đó, nhưng mà tốt nhất là các bạn những cây nào có tên thì đọc tên cho mình để mình bóc cho nhanh nha, chứ còn nhiều quá dò số lại nó lâu. Cây này 30.000 nha các bạn. Rồi đây là một cây, cây này mới đúng là bạch đế nè các bạn. Cái chậu cũ nha, nó nhìn cũng rất là đẹp luôn, 80.000 nha. Nhìn như kiểu cái tóc của con cũ á, sần sần lên. Tiếp theo là mình có bánh bao lửa nha các bạn. Bánh bao lửa mình thuần lại rồi, cây này ba đầu nha. Bạn thấy là lá nó búp lại và cũng lên màu đẹp đấy. Đó, cái vuốt lên đỏ hết rồi nha các bạn. Cây này 50.000 thôi nha các bạn. Đó, cây bánh bao lửa này rẻ nè. Đó, cây thuần rồi ba đầu luôn, xịt sò luôn, 50.000. Rồi đây là một cây để vương vàng nha các bạn. Cây này form búp để rất là nhiều con nè, 40.000 thôi nha. Đó, lá cứng cáp ngon lành luôn, phun chậu nha các bạn, nó trồng phun chậu không có chỗ mà chen luôn, 40.000 một cây. Rồi bên đây là mình có một cây va nha các bạn. Cái này là kiểu bèo mà nó va trắng đó các bạn. Góc phía dưới nha, 50.000 một cây bèo va như thế này. Rồi bên đây là mình có một cây Opalina nha các bạn. Cây này thì khi lên màu thì nó sẽ lên màu cam hồng á. Hiện tại cái mùa này thì nó sẽ khó lên màu nha các bạn, nên là chủ yếu là cây nó khỏe đẹp là ok rồi, còn màu thì từ từ nó sẽ lên vào cái mùa nó sẽ lạnh lạnh ok hơn. Nó 50.000 một cây nha các bạn, kèm chậu đẹp luôn nha, một cây Opalina. Rồi đây là mình có một cây bánh bao xanh loại mới nha các bạn. Đó, cây này trồng lên vuốt nó cũng đẹp nè, cứng cáp nè các bạn, giá 90.000 kèm chậu nha. Phía bên đây là mình có lâu y nha các bạn. Lâu y, cái chậu này size 12 cm thì cái cây tầm khoảng 9-10 cm các bạn. Giá là 150.000 nha. Rồi ở đây là mình có một cây cret. Cây này lên màu cam hồng nha các bạn, 70.000 một cây, kèm chậu luôn. Rồi tiếp theo là thanh cúc nha các bạn. Thanh cúc kèm chậu, nó con búp đẹp rồi nè, đang đẻ con, 40.000.
Bên đây mình có một cây mới chưa biết tên là cây 90.000 nha các bạn, kèm chậu luôn. Cái này nó lên màu là nó kiểu màu trắng các bạn, chứ không phải là xanh xanh như vậy đâu. Cây này nó màu trắng mà không biết sao mình trồng nó lại đang màu xanh rồi. Nó hơi thiếu nắng một xíu. Nó mà lên phấn thì nó sẽ màu trắng hết, rất là đẹp. Rồi cây đây là lô la tím gốc thụ nha các bạn. Đó, gốc phía trong là chắc chắn là gốc thụ luôn rồi đó. Cây này 60.000 nha. Rồi đây là một cây ngọc bích nha các bạn. Đó, cây này các bạn thấy tầng lá đã chưa? Tầng lá đều đẹp nè. Giá của cây ngọc bích này là 60.000 nha. Rồi tiếp theo là một cây Giva Crest. Cây này 100.000 nha các bạn. Kèm chậu đẹp luôn, cái chậu công 50.000 rồi. Mấy cây có những cây là chậu nó xịn sẵn rồi các bạn. Chậu rất là đẹp luôn. Như đây một cây hải ly nha, hải ly bụi nha các bạn. Nó đang phát triển rất là mướt mát luôn. 101 nha, kèm chậu. Rồi, đây là một cây móng vuốt nha các bạn. Mình thấy có mấy bạn gọi là vuốt quỷ thì cứ tạm gọi nó là vuốt quỷ đi nha. 150.000. Nó kèm chậu rất là xinh luôn rồi. Mấy cây này về chỉ việc ngắm thôi các bạn. Rồi, tiếp theo đây là mình có Nuda đột biến nha các bạn. Đây là một cây Nuda đột biến, nó sẽ có màu vàng. Cây này nó cũng lên được hồng hồng nữa mà giờ thì nó đang chưa lên được. Hiện tại thì xanh sọc vàng nha. 100.000 một cây kèm chậu luôn. Rồi một cây rất là xịn sò đây, pha lê đỏ nha các bạn. Pha lê đỏ hai đầu. 220 nha các bạn, kèm chậu. Cây này lúc chưa thuần là mình đã bán 170 rồi các bạn. Mà nó nhỏ hơn, kèm theo cái chậu 50.000 bán 220 là chưa tính thuần lại luôn đấy. Rồi hạt cúc nâu nha các bạn. Cây 150.000 nha, bụi một gốc nhiều đầu. Đang lên màu kiểu vàng vàng nữa các bạn. Tiếp theo là mình có gì quên mất ta? Aeonium Lilypap nha các bạn. Cây này 40.000 nha. Nó về chơi thôi, hoặc là các bạn thích thay chậu khác đó thì nhổ nguyên cái cục này ra và cho vào chậu mới thêm đất vào thôi nha. Không cần phải bỏ đất đi đâu. Cái nào nó rớt thì thôi, đất nó rớt thì thôi. Còn đất ngoài nó dính nguyên vào rễ thì cứ để nguyên vậy và thêm đất vào. Rồi tiếp theo mình có một số cây hồng Hà Lan nha các bạn, 80.000 một chậu. Đó. Những cái chậu này thì kiểu dáng nó sẽ khác nhau một xíu. 80.000 một chậu nha. Chậu này màu đen nè. Rồi còn đây là mình có một cây không biết là phải phật bà nhện hay là nhung gì đó. Nói chung là gốc thụ nha các bạn. Đó. Cái gốc các bạn có thể quan sát là gốc rất là to, tầm khoảng gần ngón cái các bạn. Đó, và giá là 100.000 nha, gốc thụ nha các bạn. Cây mấy cây này tìm gốc thụ khó lắm nha các bạn. Có một cây duy nhất thôi á. Rồi còn đây là sỏi cầu vồng nha các bạn, sỏi cầu vồng cây thuần nha. Lá thì các bạn thấy nó phát triển mướt mát đẹp rồi. Nó cũng đang để mấy cây nhánh con phía dưới nữa. Giá 120.000 kèm chậu luôn nha. Rồi tiếp theo là mình có một cây nhung nha các bạn. Cây này nhung mà loại mới nha. Đó. Cây này giá 120.000 nha các bạn. Các bạn có thể thấy mấy cái lông ở trên cái lá của nó. Cái này sờ không sao nha. 120.000 nha các bạn. Cây này thì ít gặp, đợt trước mình có về một lô thôi. Còn dư mấy cây thì mình đem thuần. Đó. Chứ không có nhiều đâu. Rồi thêm một cây vuốt nữa nha các bạn. Cây này coi như là phun chậu lố ra ngoài luôn rồi các bạn. Là biết trồng lâu cỡ nào rồi. Con thì coi như là chi chít luôn nha. Giá là 120.000 nha. 120.000 một chậu. Con như 1-2 chậu vậy thôi các bạn. Rất là to luôn, to đẹp quá trời đầu. Tiếp theo là mình có cúc tím. Cúc tím gốc thụ nha các bạn, thụ một gốc. Rất là nhiều đầu luôn, đang đẻ bú lô su luôn nè. 130.000 nha. Bên đây là mình có tay gấu đột biến nha các bạn. Tay gấu pha.
giá là 120 nha. Bạn nào trồng tay gấu khó thì có thể chơi cây mình trồng sẵn như thế này dễ hơn. Rồi Madiba nha các bạn, Madiba 100.000 nha, đợt này rất là rẻ rồi đấy, cây các bạn thấy là mướt mát đẹp hết rồi. Rồi bên đây là một loại sỏi gì đó mình cũng chưa biết tên, sỏi hay đá gì các bạn. Đó, gốc thụ nha, gốc thụ và đang phát triển rất là tốt luôn, đang lên màu cam cam luôn này các bạn. Đó, giá là 130.000 nha. Tiếp theo là hồ ly nha các bạn, hồ ly hay gọi là cao trắng cũng được, cây này thuần cũng lâu rồi nè, lá phát triển cũng ok, bụi một gốc, giá là 200.000 nha các bạn. Rồi ngọc mỹ mới cà rét nha các bạn, cây này 90.000, cây này nó lên màu kiểu cam đỏ các bạn, nhưng mà mùa này thì nó sẽ ít lên màu hơn. Rồi tiếp theo là mình có một cây, một bụi kim cương nha các bạn, kim cương loại mới nha. Nó loại này các bạn sẽ thấy cánh nó thon thon nhỏ nhỏ này, nó và trên cái cánh thì nó có sọc màu trắng nó rõ ràng này, nó rất là đẹp luôn, bụi một góc nha các bạn, nhiều đầu, 150.000. Rồi đây là một cây cà rét nha các bạn, cây này lên màu cam đỏ nha, gốc già thụ á, giá 130.000 nha. Bạn nào thích chơi cà rét mà trồng được thì chơi thử mấy cái cây thuần này xem. Rồi tiếp theo là lô la nha các bạn, cây này lô la nó lên màu trắng hồng mà đợt này nó chưa lên màu, nhưng mà cây thì rất là khỏe nha, tầng lá dày nè, nó mình trồng lâu rồi cái tầng lá dày và nó lố ra ngoài xa chậu này, giá cây này 100.000 nha, một cây lô la rất là bự. Rồi đây là mận nha các bạn, mận đỏ đang rất là đẹp rồi, giá cây mận là 50.000 nha. Rồi bên đây là mình có viền hồng nha các bạn, cây viền hồng này hai đầu nha, form nó búp lại cũng đẹp rồi đấy, giá là 80.000 nha các bạn. Rồi bên đây một cây mình cũng chưa xác định được nó tên gì nữa, bữa nay trồng nó mập quá các bạn, không biết là thiên thanh giống mới hay là cây gì nữa. 80.000 nha, lá rất là mập luôn, nó kiểu giống thiên thanh đúng không các bạn, mà thiên thanh thì nó không có mập như thế này, nó không có to kiểu dạng đài đài như thế này, giống kiểu thiên thanh mà là bí mon. Rồi phía bên đây là mình có một cây thọ tuyết nha các bạn. Cây này 70.000 nha, cây này trồng sẵn rồi các bạn. Cây này nó lên phấn là các bạn nhìn thấy nó rất là đều nè. Cây khi nào cái cây này lên phấn nó trắng muốt luôn các bạn. 70.000 một cây nha, thọ tuyết. Cây này chắc ít bạn có. Rồi bên đây là một cây mon nha các bạn, mon cây này đang lên màu, bắt đầu lên màu cam á. Lá rất là mập nha, tầng lá dày nè, giá là 180.000 nha. To lắm nha các bạn, 180.000 một cây, cây này chắc phải tầm 13-14cm đấy, đổ ra ngoài chậu rồi. Rồi tiếp theo là mình có một cây đá nha các bạn, cây này hình như nó đột biến là cái cây ra cái cây đá va đó các bạn, gốc thụ nha, gốc thụ và rất là khỏe luôn, mập mạp, giá là 80.000 nha các bạn. Tiếp theo là Odetter nha các bạn, Odetter cái này cây thuần rất là to luôn, bữa nay mình trồng nó to gấp mấy lần cái cây lúc nhỏ nữa, giá là 150.000 nha các bạn, Odetter 150.000, cây to. Hồng dâu va, hồng dâu va gốc cũng già các bạn, giá 100.000 nha. Rồi đây là một cây bò xanh này các bạn, to phun chậu nha, đang đẻ con phía dưới luôn nè, cây này trồng lâu rồi, giá 100.000 nha các bạn, rất là to luôn đó. Rồi bên đây là một bụi giống má hồng nha các bạn, má hồng bụi một gốc 100.000, phun chậu lỗ ra ngoài rồi, cây này sẽ lên màu kiểu cam hồng các bạn. Rồi đây là một cây gì ta quên mất tên rồi. Cái gì à? Blue
Wild 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 Lut thì sao? Wild Lut. À, tên khoa học mình để phía bên dưới cho mọi người xem nó dễ. Cây này 200.000 nha các bạn. Cây này kiểu hạt lai với lâu y nè, trắng muốt nha, lá to, 200.000. Rồi tiếp theo là hồng đế nha các bạn. Hồng đế cây này mập mạp mướt mát nè, 130.000 nha. Dám để đâu rồi, 130.000 cái cây nè. Rồi đây thêm một cây cà rét cam lên màu cam đỏ nha. Cây này to nha các bạn, to và gốc thụ, nó giá là 180.000 nha. Cây cà rét cam hồng. Tiếp theo là có đế vương nha các bạn. Cây này để viền đỏ nha, nó sẽ lên màu cái viền đỏ như này, nó giá là 100.000 nha. Rất là to luôn, lá mập mạp khỏe mạnh. Rồi còn đây mình có một cây chim xanh nha các bạn. Chim xanh cây này bắt đầu lên màu hồng rồi nè, kèm chậu đẹp luôn nha, nó giá 150.000. Tiếp theo là có thanh cúc thụ nha các bạn, và cả cà rét luôn nha. Đó các bạn thấy nó đẻ quá trời đầu cà rét luôn. Giá cây này là 80.000 nha các bạn. 80.000 cái cây thanh cúc thụ cà rét như thế này, rất là rẻ không. Rồi tiếp theo là mình sẽ có một số cây bánh bông lan nha các bạn. Bánh bông lan bữa giờ mình để cho nó khô để mình quay ấy, nên là các bạn sẽ thấy có vài cây nó sẽ hơi héo nha, tại cây ướt thì xếp không được. Đó, mình để khô để xếp cho nó dễ. Đó, các bạn thấy cây này là nó búp lại nè. 50.000 nha, rất là già luôn á, cây này già. Có hai cây các bạn. Hai cây, 50.000 một cây bánh bông lan. Kèm chậu như thế này. Rồi tiếp theo là mình có hồng sao nha các bạn. Hồng sao thuần nè. Đó, mấy cây này mướt mát khỏe và bắt đầu lên màu hồng nhiều nè. Đó, để con phía dưới luôn nha. Cây này giá 90.000 nha các bạn. Hồng sao kèm chậu luôn. Tiếp theo là mình có kim cương trắng thụ. Cây này cái gốc nó bằng ngọn cải các bạn, rất là to luôn. Mặc dù các bạn nhìn thấy cây nó nhỏ nhỏ nhưng mà cái gốc nó rất là chất lượng luôn, rất là bự, cây cũng rất là khỏe rồi. Và nó cũng lên màu kiểu cam cam nữa, giá 80.000 nha. Bên đây mình có thêm một cây thọ tuyết nha các bạn. Cây này kèm chậu đất nung nha, giá là 80.000, cao hơn cây lúc nãy 10.000. Các bạn thích cây có chậu đất nung thì có thể mua cây này, hoặc là chơi chậu nhựa thì mua cây lúc nãy nó sẽ rẻ hơn một xíu. Rồi tiếp theo là mình có một cây liên đài tím nha các bạn. Cây này to nè, tầng lá các bạn thấy đã chưa, rất là khỏe luôn nha. Cây này trồng rất là lâu rồi các bạn, giá là 80.000 cái cây liên đài tím thuần đẹp như thế này. Có nhiều bạn thích những cái form mà nó búp lại như thế này, chỉ có mấy cái cây thuần mà lâu rồi mới được cái form búp thôi các bạn. Rồi tiếp theo là một cây bạch đế nha các bạn. Bạch đế cây này trồng lâu rồi nè, bắt đầu lên màu hồng hồng cam cam nè, cái búp nhện rất là đã rồi đó, giá là 90.000 nha. Và bên đây là mình có một cây kiểu mon mà loại mới các bạn. Cây này nó lên màu cam cam nè, kiểu mon là mini á, chứ nó không có bự bự như là cái cây mon bình thường. Đó, loại mon mini đi nha, cây này 90.000. Tiếp theo là sỏi lâu y. Sỏi lâu y này gốc cũng già, giá là 110.000 nha các bạn. Đó, mấy cái lá mới mình trồng thuần nó ra nó rất là đều phấn, 101 nha. Rồi đây thêm một cây thanh cúc nha các bạn. Cây này thì sẽ kèm chậu như này, giá là 80.000 nha. Mới quay chưa được một nửa mà 20 phút rồi trời. đi nhanh hơn nha các bạn. Hải ly cà rét 70.000 nha. Mình sẽ đi nhanh thôi, mình không nói chi tiết từng cây nữa. Hồng mập 50.000. Đây xanh lửa nha các bạn, xanh lửa 70.000. Rồi đây là một bụi viền đỏ nha các bạn, viền đỏ 30.000. Rồi tiếp theo là một bụi mít thiên thanh, rồi đá cam, rồi đá tuyết
60.000 nha. Cho này rẻ nè. Rồi, đây là lô la tím nha bạn. Cây này gốc thụ này. Mình mới lặt được ít lá rồi, cho anh nhìn nha. Tiếp theo là pha lê, cây này lên màu kiểu vàng cam các bạn. Bụi một gốc nhiều đầu nha. Cây trồng rất là lâu rồi, mấy năm rồi các bạn. Giá 150.000 nha. Rồi đây là một cây loại này cũng chưa tìm được tên các bạn. Nó giống cái cây bò xanh đó. Giá 130.000 kèm chậu nha. Hai đầu rất là đẹp. Rồi đây một cây vân mai các bạn. Vân mai với hình như hai cây giữa là bông hồng xanh đó. Chậu to như chậu 14cm nha các bạn, 60.000. Bên đây có Barbie 50.000 nha. Tiếp theo là một cây hồng Hà Lan loại mới nha các bạn. Cây này một gốc ba đầu nha, gốc cũng già đấy, 100.000. Rồi đây là mình có đế vương đỏ nha các bạn. Ngoại đế đấy, cây này lên được phun đỏ nha. Giá 150.000 nha các bạn. Trồng lâu phần cây cúp lại đẹp này. Đã cam giống mới nha các bạn. Cây này 80.000, rẻ thôi nhưng mà vận chuyển thì các bạn lưu ý nó có thể gãy nha. Cây gốc thụ đã rất là nhiều con rồi đấy, nhưng mà lưu ý cây này thì vận chuyển nó có thể gãy đấy. Rồi đây là Mariba nha các bạn, 70.000. Tiếp theo mình có một chậu mít nha các bạn. Chậu nói chung là trồng đại mấy cây vàng thôi nhưng mà đa số là xịn sò và đẹp hết rồi. Có hai cây chim xanh thụ rồi bánh bao nè. Rồi thêm mấy cây liên đại tím rồi đế vương đều là form búp đẹp hết rồi nha. Chậu này 130.000 nha các bạn. Rồi một cây bông hồng đen loại mới nha các bạn. Cây form búp đẹp nè. Cái vân ở đây cũng rõ ràng nha. Giá là 80.000. Rồi đây là một cây hồng lai nha các bạn. Hồng lai thuần đang đẻ rất là nhiều con, giá là 60.000 nha. Tiếp theo là mình có hồng dâu thụ nha các bạn, hồng dâu gốc thụ nè, đang đẻ con nè, giá 80.000. Rồi, dứa Victoria nha các bạn. Cây này dứa sọc trắng này giá 150.000 nha. Cây này trồng bao khỏe luôn các bạn. Phun nắng mưa. Thêm một loại vài loại dứa khác nha các bạn. Cây dứa này thì nó sẽ kiểu như va sọc vàng các bạn. Giá là 60.000 nha, rất là rẻ, bữa nay mình bán rẻ mấy cây này, 60.000 một cây thôi. Bên đây cây to hơn là 150.000 nha các bạn, đang có con luôn. Thường mấy cây tầm này là bắt đầu đẻ con rồi các bạn. Tiếp theo mình sẽ có một cây 200.000 nha. 200.000 rất là to nè, các bạn thấy nó đẻ mấy cái mầm xung quanh á. 200.000 một cây dứa rất là bự như thế này. Tiếp theo là có sao băng 40.000 chậu nhựa nha. Chậu đất nung thì 50.000 nha các bạn. Đó, sao băng đất nung. Rồi, nu đa thụ nha các bạn. Đó, thụ nhiều đầu nè. Mấy đầu này mướt mát hết rồi nha, 70.000. Rồi đây là một cây bánh bao lửa rất là to nha các bạn. Bụi một gốc nhiều đầu nè. Bạn nào thích chơi bánh bao lửa cây to là chơi chậu này đúng bài luôn á. Bánh bao lửa to rất là ít gặp. Giá 220 nha các bạn. Rồi tiếp theo là Suyon thụ nha các bạn. Các bạn nhìn gốc này đã chưa? Gốc là gần như đổi thành màu đỏ, nâu đỏ hết rồi, không còn màu xanh nữa. Rất là già đó, mình trồng cây này 2 năm rồi các bạn. Giá là 250.000 nha. Tiếp theo là kim cương hồng. Mùa này thì chưa lên được hồng các bạn. Đang kiểu tím tím thôi, cánh ngắn ngắn nhỏ nhỏ. Giá là 90.000 nha. Rồi đây là Barbie toe hoa hồng nha các bạn. Đó, cây này đang có thêm một cái nụ đang lên nữa nè. Giá là 80.000 nha. Đó. Trồng mãi mới ra hoa đấy. Tiếp theo một cây đế, cây này cam cam hồng hồng nha các bạn. Giá là 70.000 kèm chậu. Rồi một cây mon hai đầu nha các bạn, 200.000. Cũng to đó. Bạn nào thích mon hai đầu thì chơi cây này. Mon một đầu thì chơi cây lúc nãy nha. Tiếp theo là một chậu
mix 3 loại ngọc bích rồi 3B rồi 3 màu lông. Nó 50.000 nha. Sỏi anh đào nha các bạn. Cây này lên màu nè, các bạn thấy nó lên loang loang rồi đấy. 50.000 nha. Rồi đây là có aeonium lily pad chậu to nha các bạn. Chậu to một góc nha. Các bạn thấy là mướt mát này nha. Giá là 180.000 nha. Blackwing nha các bạn. Blackwing cây thuần nè, to nè. Chậu này 14 cm nha các bạn. Cây này to đấy, 100.000 nha. Rồi một cây cassula tím nha các bạn. Cây này bữa giờ trồng lại cũng 2-3 tháng gì đó, 170.000 nha, cây nó to hơn rồi. Loại này có hoa đẹp nè các bạn. Redwood nha, cây này lên đỏ nè, tầng lá cũng dày chích, mập mạp, 70.000. Rồi đây là mình có thiên thanh đột biển nha các bạn. Gốc là các bạn thấy nó già nè, bụi một góc nha, nhiều đầu. Đang lên màu vàng vàng hết cái đám này. Giá 400.000 nha, loại này sẽ hơi cao. Tiếp theo là mình có pha lê nha các bạn, pha lê đỏ. Chậu này cây to, chậu đẹp nha, giá là 260.000. Kèm chậu rất là đẹp luôn, cây này về chỉ việc ngắm thôi chứ không cần trồng hay làm bất cứ gì nữa rồi. Quá đẹp rồi. Gần lên full đỏ được các bạn. Đây mình có một chậu mẫu vịt siêu to nha các bạn, mẫu vịt đột biến nha. Các bạn nhìn và rất là nhiều luôn, đẻ rất là nhiều con. Này về tách con ra thôi là giàu luôn. Giá là 250 một cây nha. Có thời gian tách là mình đã tách rồi. Rồi giờ mình sẽ sang một số dòng Hawaii nha các bạn, cũng vài cây thôi. Đây một cây Hawaii mà kiểu va trắng nha các bạn, thuần rồi, 90.000, đang đẻ rất là nhiều con. Tiếp theo là một cây, cây này kiểu cánh ngắn ngắn rất là mập nè các bạn, nó sờ rất là sướng nha, giá là 120.000. Mấy cây này về chỉ đi chơi thôi, không làm gì hết. Nó thêm một cây nữa, cây này lạ lạ nè, nó đẻ nhiều con nha, cứng cáp nha, giá là 120 nha các bạn. Đó, các bạn thấy nó u lên nè. Rồi đây một cây nữa, cây này thì 80.000 nha các bạn. Tiếp theo là một loại khác nữa nha, cái này nè, mấy nó cái nai nã giống nhau các bạn, nhưng mà nó sẽ là khác loại nha. Cây này 100.000 nha các bạn. Mấy cây này thuần thì các bạn về để nguyên chậu chơi thôi, cũng không cần thiết thay chậu đâu. Rồi thêm một bụi khác nữa, này là phun chậu rồi nè các bạn. Bữa giờ mình không tưới để quay ship đi luôn á, nên là các bạn thấy nó chưa có mướt mát lắm. Mấy cây Hawaii này 120 nha, về mình tưới lại nó căng ra rất là đẹp luôn á. Đây thêm một cây dạng cái guốc á các bạn, dạng guốc bụi nhiều đầu nha, 80.000. Tiếp theo là một cây, cây này ngọc cánh dài đột biến nha các bạn. Đây đó, một nửa bên này đột biến rất là đẹp luôn nè, để nhiều con nữa, cây 120 nha. Rồi đây là một cây loại xịn sò các bạn. Cây này các bạn có thể thấy là nó, cái lá của nó là vân trái tim nha. Nó một cái lá của nó là như một trái tim các bạn. Nó bo nó thêm một cây mặt trời về phía bên đây luôn. Đó, cây này mặt trời này. Giá là 200.000 nha các bạn. Cây này to nha, to hơn những cái cây nãy giờ mình quay và giống cũng ngon hơn nữa. Rồi đây thêm một cây Hawaii loại khác nữa. Cây này là chắc là bự nhất trong các dòng Hawaii hay sao á. Mình thấy lá rất là bự nha, lá mập bự, có xì nã luôn các bạn. Giá là 200.000 nha. Cây to lắm nè. Rồi tiếp theo đây mình có một cây, cây này kiểu như cây móng rồng mà nó màu xanh nha các bạn. Đó, kèm chậu to nha, rất là to luôn á. 200.000 nha. Có một chậu duy nhất thôi các bạn. 200.000. Thêm một cây đẻ nha, rất là to luôn, tầng lá dày, lá mập, giá là 200.000 nha. Cây này là mình trồng cách đây cũng mấy năm rồi nên là không nhớ là hồng đĩa hay hồng mập nữa các bạn, mà lá nó lại ngắn ngắn lại nè,
nhìn nó mập mập ngắn ngắn, không biết là hồng đĩa hay hồng mập luôn á, nhưng mà gốc rất là thụ nè. Cây này thì rẻ các bạn 120.000 nha, nhưng mà vận chuyển thì vẫn có khả năng nó gãy cành á, các bạn lưu ý. Có một cây rồi, tiếp theo đây một cây nan heo nha các bạn, nan heo thụ nè, chậu đẹp nha, 180.000, gốc thụ rồi đấy. Đây một cây dưới đất va nha các bạn. Đó, cây này mình trồng rất là lâu rồi nè, các bạn thấy nó đẻ con nè, quá trời con xung quanh luôn, giá là 250.000 kèm cái chậu rất đẹp như thế này. Rồi tiếp theo một cây bạch đế nha các bạn, cây này hai đầu nha, 150.000 kèm chậu rất là đẹp, nó về chơi thôi các bạn. Rồi đây là một cây hồng phấn thụ nha các bạn, nó gốc này rất là to, bắt đầu đẻ con các bạn. Mấy cây thường, mấy cây thụ to to này bắt đầu đẻ con, giá 180 nha. Rồi, đây mình có một cây pha rê đỏ nha, chậu rất là to nè, nó lên màu đỏ đều đẹp hết rồi nha, lá mập luôn nha, tầng lá đều, 380.000 nha các bạn, có một chậu thôi đấy. Rồi phía bên đây là mình có một cây sỏi cầu vồng nha các bạn, cây này mình trồng 2 năm rồi đấy, trồng từ hồi nó còn nhỏ xíu mà giờ nó đã to thành thụ nè, gốc rất là già nè các bạn, để nhiều con luôn, giá cây này là 600.000 nha, 600.000 cho một cây sỏi cầu vồng thuần 2 năm như thế này. Bạn nào trồng sỏi cầu vồng không được thì đầu tư chơi cái cây này đi, cây thuần 2 năm là nó quen khí hậu hết rồi các bạn. Rồi tiếp theo đây mình có một cây bắp cải thụ nha các bạn, gốc này các bạn thấy không, gốc này to hơn ngón chân cái nha, giá là 250.000 kèm chậu luôn. Một cây bắp cải thụ. Rồi còn đây là một cây quốc xám nha các bạn. Cây này các bạn có thể thấy là những cái tầng lá nó mới ra là trắng đẹp hết rồi nè. Đó. Giá là 220 nha các bạn. Cây này 220. Cây rất là to, to hơn cái chậu rồi các bạn, lỗ ra ngoài rồi. 220.000. Cuối cùng có hai cây xịn nhất video lần này, đây là Minima nha các bạn, Minima đột biến, cây này phun chậu nè, trồng từ nhỏ lên các bạn, phun chậu, giá là 850 nha kèm chậu. Ở phía bên đây là cũng là Minima thuần luôn, nhưng mà cái chậu to hơn nha các bạn, giá là 900.000. Có hai kích cỡ nhưng mà nói chung là xịn sò nên là giá nó hơi cao, 900.000. 850 nha. Rồi video này là cái quay hết các mẫu cho mọi người xem rồi, hơn 30 phút rồi đấy, không biết mọi người có thể xem được tới đây không. Rồi các bạn đặt hàng thì cứ liên hệ vào Facebook, Zalo hoặc là số điện thoại phía bên dưới nha. Phần mini game thì cứ đọc và làm theo hướng dẫn là được. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn những video lần sau.